nay hai mẹ con mình sẽ cùng làm món gì nhỉ? Làm món thịt cuốn gì đây? Thịt cuốn lá gì? Lá cuốn. À, thịt cuốn lá lốt nha. Bây giờ cùng làm nào. Let's go. Let's go. Của mẹ đây. À, của mẹ đây à? Mẹ xin nhá. Bây giờ này, mẹ gấp lá lốt vào trước này. Đấy. Xong rồi mẹ đổ thịt băm vào này. Đây, mẹ lấy thìa, mẹ đổ thịt băm vào giúp mẹ nào nhá. Đấy. Đấy, mẹ xúc một thìa thịt đi. Được chưa? Rồi, cho vào đây cho mẹ. Cho vào đây cho mẹ. Rồi, bây giờ con nhìn mẹ cuốn nhá. Đời thìa này là thìa thịt sống, sẽ không dùng được. Không được cho vào miệng. Đấy, mẹ cuốn vào này, rồi. Mẹ ba bụng mấy. À, cho vào miệng đau bụng đấy. Đây là lá lốt này. Con nói theo mẹ đi, lá lốt. Ba bụng, bụng mấy. À, đây là lá xương sông. Lá chôm chôm. Ừ, bây giờ mẹ sẽ cuốn lá xương sông nhá. Mẹ xúc ở thế đây, mẹ xúc giúp mẹ nào, đổ vào lá nào. Đấy, đổ vào lá giúp mẹ, đổ vào lá đây. Đổ vào lá xương sông giúp mẹ. Rồi, cảm ơn mẹ. Rồi, thế đây là lá gì? Lá chôm chôm. À, rồi, ghê nhỉ. Xin chôm, xin chôm, xin chôm. Mời mẹ. Con xin chưa? Con xin. Mời mẹ ăn cơm nhé.